Hello em. Đây rồi, lên xe. Sao đi đâu mà đi chạy xa quá vậy? Hôm nay em đi chạy bộ. À. May quá mới gặp được anh. Vậy anh hả? Cho được quả tang nha. Ok. Nhưng mà lên xe của anh là phải chịu thử thách nha. Thử thách gì ạ? À, thì lát biết, dễ dàng, dễ hiểu lắm. Ok, bây giờ em thấy ở ngoài nóng lắm rồi nên là nóng chỉ cần được lên xe thôi là em đã mãn nguyện lắm rồi, nên là anh thử thách cái gì cũng được nhưng mà đừng quá khắt. Alright. Vâng, chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng đến với OK Lên Xe. Đây chính là Vũ Thảo My, quán quân của The Voice năm 2013. Quán quân giọng hát Việt 2013 đó là Thảo My. Xin được chúc mừng Thảo My. Đấy, em cho anh xem tấm hình. Okay. Mà ngày xưa lúc em mới đăng quang. Okay. Đây, anh xem, anh nhìn đi. Hả? Ai vậy em? Hả? Anh thấy chưa? Đây đâu phải là 13, 14 tuổi đâu. Đây là đợt em 16 tuổi nha. Và sau 3 năm đó là đến năm 19 tuổi nhìn em vẫn như này. Cái hình ảnh này em quyết định xây dựng khoảng bao lâu rồi? Tươi vui hơn, sexy hơn, năng động hơn. Dạ. Là khoảng mất bao lâu? Em nghĩ là cái đợt mà thực sự em dậy thì là năm 2017, 2018 gì đó. Là từ đó luôn. Nhưng mà không, nhưng mà đợt đấy cái mindset, cái đầu óc của em nó vẫn rất là tiêu cực nha. Đợt đó. Hay. Vậy thì anh nhớ em dậy phải là hồi 12, 13 tuổi chứ em dậy gì mà trễ dữ vậy? Không ạ, em dậy thì trễ hơn mọi người, nên là 19 tuổi em dậy thì. Really? Ý em là kiểu 19 tuổi bắt đầu kiểu mình mới kiểu lột sắc thì người khác ấy, anh hiểu không? À. Anh hiểu không? Cái đó không phải là dậy thì, cô cái đó là dậy thì mà, trời. No, cái đó là một cái gọi là thay đổi mindset thôi. No, cái đó là dậy thì, tại vì là trước đó nhìn em khác hoàn toàn. Anh hiểu không? Anh hiểu không? Hiểu không? Vậy thì là một cái cơ chế sinh học cô à. Nhưng mà anh thật sự gặp em bây giờ là anh lại quên luôn cái hình ngày xưa của em. Mà em cũng quên luôn cái hình ngày xưa nhẹ luôn cũng được. Tại vì bây giờ đẹp hơn rất là nhiều. Trời ơi. Ấn tượng hơn rất là nhiều. Em hồi bé em lớn lên mà kiểu nói chung là có nhiều thứ lắm. Em có nhiều nỗi sợ này. Xong rồi là kiểu bố mẹ em cũng khó này. Cái xong rồi mình cứ bị lớn lên với một cái gọi là một cái bức tường, một cái bức rào gì đấy mà kiểu mình không bao giờ mình dám chạy qua nó, tại mình sợ cái này sợ cái kia, sợ mẹ chửi nữa. Người ta nói cái câu là không có ai xấu cả, chỉ có người đó không biết làm đẹp, không biết làm mình đẹp thôi. Anh ngày xưa có những cái hình anh ngày xưa em nhìn anh cũng khủng hoảng. Vậy luôn hả? Và anh nghĩ ai cũng vậy, ai cũng vậy, phải biết tự trau chuốt cho mình, dạ, phải biết nâng cấp mình lên. Dạ đúng. Dạ, và có em có một cái đẹp nhất đó là giọng hát. Đó thì nó sẽ tuyệt vời. Ok. Bây giờ cái ý tưởng vậy thì này nó hay quá. Dạ. Cho nên bây giờ anh muốn đưa em một thử thách luôn. Hả? Lại ra thử thách sau, bây giờ thử thách luôn đi cho nó máu. Ok. Đó là bây giờ em là người có khả năng sáng tác nha. Dạ. Bây giờ cái chủ đề là dậy thì đi. Em có thể viết cho anh một cái đoạn hook nhẹ mà có cái nội dung dậy thì đi nào. Dậy thì đi nào. Em chọn một cái nào cũng được. Rồi, ok. Còn chờ gì nữa mà không dậy thì. Câu này hay. Câu này hay đấy ạ. Ờ. Nó có thể, ok, mình có thể cho vào một đoạn hook, ví dụ như là dậy thì đi nào, dậy thì đi em ơi, dậy thì đi nào, chờ gì nữa mà không dậy thì, dậy thì đi nào, dậy thì đi em ơi, dậy thì đi nào, chờ gì nữa mà không dậy thì, kiểu thế ạ. Ờ. Yeah. Nghe dậy thì mà anh tưởng là dậy đi, đừng có đi ngủ nữa. Ok, nhưng mà nó cũng vui. Anh cảm ơn em đã cho anh một cái khái niệm mới về cái chữ dậy thì. Một cái gì đó gọi là dậy thì tiềm thức hả? Dậy dạ. Thì tư duy. Đúng rồi. Hay đấy, ghê đấy. Cái thể loại âm nhạc em thích là thể loại kiểu như thế nào? Trong thời điểm hiện tại thì em đang rất là thích R&B. Những R&B. Cái dạ, những cái thể loại nhạc kiểu nó mới hơn và nó upbeat hơn trong quá khứ, gần đây thôi á. Thì em
em thích hát ballad, nhưng mà sau đến cuối cùng là em lại thấy là ballad nó không hợp với mình nữa. Và em muốn hướng tới cái gì đó nó gọi là nó tích cực vui vẻ hơn. Dậy thì đi em ơi, dậy thì đi nào, chờ gì nữa mà không dậy thì dậy. Oh, I'm not playing, lại hẹn đến đây. Còn chờ thêm gì nữa, ngập ngừng là tình ta mất ngay. When you need a love, còn chờ gì không call me. Just call me, just call me, just call me baby. Giờ mình hát luôn một bài nha. Thôi anh cứ đi. Vẫn chỗ này, vẫn khung giờ này, vẫn cứ thế nhưng anh gọi thay. Có lẽ rằng người đâu hay còn để riêng em với nỗi nhớ thêm từng ngày. Oh, 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 oh. Chuyện đôi ta giờ đây sao xa lạ, chẳng còn anh cạnh em khi ngày dài trôi qua. Phải làm sao đây, không còn anh trong từng đêm bão, tự mình rơi hướng trong màn đêm giao bão. I will cry for you, anh cứ đi. Em thôi không trông theo, không tiếc chi. Chôn sâu bao yêu thương không vãn vườn. Lâu nước mắt một mình em cứ quên. Giờ bao em ơi hãy quên đi nhau. Đây là đoạn đọc rap. Em có đọc được rap không? Này, em đọc được, em thuộc bài này. Anh nói rồi, bỏ lại em làm bạn với những bức tường và bóng tối. Quên đi những lần em phải vơ vơ. Anh thờ ơ để chuyện tình mình vẫn còn đang dang dở. Cũng chẳng có còi tàu, không phải sân ga, không Hàn Quốc, không phim tàu. Anh không muốn drama, sẽ chẳng còn dưới mưa và em ở trận cơ. Alright. Lâu rồi em không nghe lại bài này. Thôi nhưng mà trời ơi, ác ghê luôn, nó vừa lên xe thở như gì mà đã bắt hát một bài rồi. Không sao, đây là cái phiên bản Thôi Anh Cứ Đi, phiên bản chạy bộ nha. Nên em phải đi phơi nắng, phiên bản phơi nắng cũng được. Các bạn vừa nghe xong một giọng ca có thể là không che vào đâu được nữa. Bây giờ tới nói tới cái bài bài Buông đi. Đây là cái bài hát mà anh nghĩ là không chỉ anh mà nhiều người khác đã từng rất ấn tượng với em bài hát này. Anh nghĩ ở cái năm này thì những cái bạn trẻ bây giờ thì cũng không nhiều bạn biết cái bài hát này. Dạ. Và em có thể nào hát lại cái bài hát đó không? Anh biết chắc chắn là nhiều người sẽ thích cái bài hát này. Dạ. Bài này cũng từ lâu rồi luôn á. Anh hy vọng em còn thuộc lời. Dạ em còn thuộc chứ. Anh là anh quên tuốt hết trơn á. Em đi đâu em cũng hát bài này hết trơn. À vậy hả? Là bài này em được yêu cầu rất nhiều. Dạ đúng. Anh đang ở đây, đang cùng ai, tất trong tay với mình. Vội quên bao ân tình xưa, quên đi bao tiếng yêu ngày nào. Em đã nghĩ em và anh hai tay phục suốt đời. Vậy sao những phút giây ấy nay đã xa tầm tay anh hai. Vội vàng anh quên em không buồn, vội vàng anh buông tay không níu. Tình yêu đôi cứ nghĩ đến những sai lầm của hai ta. Liệu trong phút trong anh tiếc chi, liệu trong vài giây anh suy nghĩ. Vì sao ngay vào tâm anh đã trao từng giây trôi qua tim em vẫn anh. Hãy nói em nghe một câu, vì sao ta đã mất nhau từ đây. Là vì anh rồi anh dối gian, hay vì em đang nghĩ nên anh mất tiếc nuối làm gì. Nhắc cao làm chi cuộc tình dần dối. Vội vàng
trong phút chốc anh tên là chi. Như trong vài giây anh suy nghĩ, vì sao anh và tôi đã cho ai tiếng yêu. Anh đã mất ân thật rồi. In the end baby I'm not the one for you to blame. Say I love you then I hate you, I don't want you back. You got a big ego but don't fuck with who's less than great. Let it go boy, I think it's over boy. Doesn't make me crazy, you feel me on the voice. Let my soul bleed, time is my remedy. Let it go with, forget Mr. CMB. Just kidding. Okay. Wow, bài này nghe lại vẫn rất là hay. Bài này nó có một cái vấn đề. Và anh hơi xin lỗi khi anh nói cái vấn đề này ra. Dạ ok, anh cứ nói đi. Bài này em viết. Dạ không, không phải em viết. Ai viết vậy? Chị, một chị bạn em ạ, tên một là chị bạn. Tên là Vũ Ngọc Bích. Xin lỗi Bích. Tại vì thật sự trong cái nghề của mình á, nó có một cái yếu tố là cái tên bài hát nó vận vô người. Thật sự anh đã có một bài hát phải buông tay rồi. Y chang luôn. Hát xong cái người ta bỏ anh luôn. Đó em thấy không, nên là không được hát những cái từ bây giờ trong giai đoạn gọi là re-debut này là em phải bỏ hết những cái từ nào mà nó có liên quan tới cái đó. Xin lỗi tác giả chị gọi Bích nha Bích. Nhưng mà nó là như vậy, thấy không? Mình có thể trong đây anh thấy rất nhiều từ gọi là vội vàng, rồi là cái những cái từ khác nó có vận như thì cũng không sao á. Đó. Mình có thể là remix lại bài này đi, mình làm một cái verse khác, có thể là hip hop chút xíu. Nó đương thời chút xíu. Anh nghĩ bài này vẫn là một cái bài nó sẽ làm nền vững chắc cho những cái bài khác của em. Và anh biết là còn một khối lượng khán giả chưa nghe bài này. Dạ đúng rồi. Rồi mình cứ đóng ngoặc cái chữ buông lại nha. Ok. Vừa đùa vừa thật nhưng mà đối với anh là thật đó. Anh thấy có chữ buông giống cái bài của anh là anh bị chang như vậy. Trời ơi đó. Anh nói bài phải buông tay á. Anh đứng đợi góc phố ấy nhìn em nhưng không nói nên lời. Rồi anh tự biết rằng từ nay anh mất em thật rồi. Anh hát xong một cái là anh buông luôn. Anh buông tài le luôn, anh buông rất nhiều thứ luôn, không chỉ riêng chuyện tình cảm. Đó, nên anh thấy không? Tại sao mà em lại muốn là hướng tới những cái tích cực hơn? Vậy em biết là hát cái gì là nó sẽ vận vào người cái đó. Buông hay mình bỏ chữ G đi, mình buông, buông chuyện, buông dưa lê, bán dưa chuột, ok. Chứ còn dạ, mà buông là buông thả đó là thấy hôm nay. Anh thấy không vô rồi đó. Nói chuyện với em, anh nghĩ chắc TikTok của em nó cũng không có mạnh lắm. Em cũng hay quay TikTok ạ. Em hay quay TikTok. Dạ. Ok, để anh coi thử cái khả năng TikTok của em nó như thế nào. Bây giờ có một cái trend mà anh nghĩ là nó hợp với phong cách của em. Dạ. Easy thôi. Ok. Đây, nó như thế này. Đó thấy chưa? Không có gì khó hết trơn. Thấy không? Dạ. Bây giờ em anh dừng xe lại em làm thử cho anh coi. Alright ha. Rồi chúc mừng em. Thử thách TikTok thành công. Quá đơn giản với một ca sĩ coi như là đa năng như em. Em cũng hay quay TikTok vui vui nên là mấy cái này cũng không ăn thua. Ok, vẫn như các tập trước thì hôm nay Vũ Thomy cũng có một món quà sẽ tặng cho bạn nào share cái link tập này và tag 5 tên người bạn thân của mình. Sau 24 tiếng và có lượt like cao nhất thì Vũ Thomy sẽ đích thân ra bưu điện gửi cho các bạn kèm với lại chữ ký hoặc là một cái tờ nhắn nhủ nào đó. Và hôm nay thì cái món quà đó hiện tại thì không có nằm ở đây, chắc nó hơi to hả em? Dạ đúng rồi, nó to lắm. Nó to lắm hả? Dạ. Ok, thì nếu như có yêu thích Vũ Thomy thì hãy qua kênh của ấy theo dõi những sản phẩm mới của cổ. Cái thứ hai thì hãy follow chương trình nhé. Và nhớ share cái link tập này và tag 5 tên người bạn để nhận cái món quà từ Vũ Thomy. Vi rất cảm ơn mọi người đã theo dõi tập OK lên xe ngày hôm nay cùng Vi với lại anh Vinh. Và em mong rằng là cũng sẽ có lần sau mình
sẽ lại được tham gia chương trình để mà mình sẽ được gửi tặng các bạn fan một món quà nữa. Ok, sure. Yeah. Rất cảm ơn My đã tham gia chương trình Okinawa Life với anh. Và xin chúc My đạt được cái thành công của mình trong cái dự án album sắp tới nha. Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều. Vâng, đến đây thì đã cũng đã kết thúc rồi các bạn ạ. Các bạn đừng quên chương trình của chúng tôi được mang tên là OK Lên Xe.